Đội ngũ những người làm chương trình kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Xin chúc cho quý vị có một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đó là đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp Thế giới mạnh cỡ nào. Và tiếp theo là thông tin hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến và các ngôi sao Việt Nam nhận vinh dự lớn, hứa hẹn có bước tiến trong vai trò mới. Và nối tiếp là thông tin thêm một ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam xuất ngoại. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đó là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên là thông tin đối chuyền của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp Thế giới mạnh cỡ nào. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải đối đầu vào Kip Bank và Dentil Praia Club, hai đội bóng cực mạnh sở hữu dàn sao tên tuổi tại giải vô địch câu lạc bộ thế giới FIVB 2023 tới đây. Với chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 hồi tháng 5 năm nay tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One giành được suất tham dự giải vô địch câu lạc bộ thế giới FIVB 2023 diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 12 tới đây ở Trung Quốc. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tập trung và đang tích cực tập luyện tại Bắc Ninh nhằm chuẩn bị cho giải đấu này. Bên cạnh đội hình giống như tại giải vô địch châu Á trước đó, lực lượng tuyển Việt Nam có sự tổn thất đáng kể khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy không thể tham gia thi đấu vì hiện đang khoác áo câu lạc bộ VFU Blue Card của Nhật Bản. Tại giải vô địch câu lạc bộ thế giới FIVB 2023, 6 đội sẽ được chia làm 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền đánh bán kết. Tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm tại bảng B, bảng đầu có sự góp mặt của hai đội bóng rất mạnh là VakipBank Thổ Nhĩ Kỳ và Dentil Praia Club Brazil. VakipBank là câu lạc bộ bóng chuyền nữ giàu thành tích nhất thế giới. Đội bóng này đã 4 lần vô địch giải các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới vào các năm 2013, 2017, 2018 và 2021, một kỷ lục cấp độ câu lạc bộ. Bên cạnh đó, VakipBank từng 2 lần giành ngôi Á quân thế giới các năm 2011 và 2022, 2 lần giành vị trí thứ 3 các năm 2016 và 2019. Ngoài ra, đội bóng này cũng từng 6 lần vô địch và 5 lần là Á quân giải vô địch câu lạc bộ nữ của châu Âu. VakipBank sở hữu dàn sao hùng hậu, có thể kể đến đối chuyền số 1 của đội tuyển Mỹ Jordan Thompson cao 1m93, ngôi sao Ali Franti của Mỹ cao 1m85, hay Gabriela Guimarães, siêu sao lừng danh với biệt danh Gabi, đội trưởng và là cây ghi điểm số 1 của đội tuyển nữ Brazil với sức bật đà lên đến 3m10. Đặc biệt, VakipBank đang là đội bóng mà Zeragures, tay chắn nổi tiếng cao 1m98 của Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo. Ngoài tài năng nổi bật, Zeragures còn sở hữu nhan sắc hiếm có, được mệnh danh là nữ thần của làng bóng chuyền thế giới. Đối thủ còn lại của tuyển nữ Việt Nam là Dentil Praia Club, câu lạc bộ số 1 của Brazil ở thời điểm hiện tại và là một thế lực của bóng chuyền nữ Nam Mỹ. Dentil Praia từng 2 lần vô địch giải các câu lạc bộ bóng chuyền nữ Nam Mỹ các năm 2021 và 2023. 4 lần là Á quân ở giải đấu này. Đồng thời, họ từng vô địch Super League của Brazil các năm 2018 và 2023, cùng với 4 lần là Á quân các năm 2016, 2019, 2021 và 2022. Ở mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch giải quốc gia Brazil đang khởi đầu rất tốt với 5 chiến thắng sau 6 trận đấu, trong đó có 4 trận thắng với tỷ số 3-0 để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng giải quốc gia. Ngôi sao số 1 của đội bóng này là Sofia Kuznetsova, chủ công người Nga cao 1m84 với sức bật đà lên đến 3m cùng tầm chắn đạt 2m95. Nữ vận động viên sinh năm 1999 được ví von là nữ thần bóng chuyền Nga với nhan sắc ưa nhìn. Ngoài ra, câu lạc bộ Dentil Praia Club còn có Lorena Vergil, tuyển thủ quốc gia Brazil có khả năng chăn bóng cực kỳ ấn tượng nhờ chiều cao 1m90. Rõ ràng để có thể giành chiến thắng trước một trong hai đối thủ trên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải thi đấu với 200% phong độ. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt cho các tuyển thủ Việt Nam được cọ sát với những vận động viên đẳng cấp bậc nhất thế giới hiện nay. Tiếp theo là thông tin thú vị khi hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến và các ngôi sao Việt Nam nhận vinh dự lớn, hứa hẹn có bước tiến trong vai trò mới. Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến cùng nhiều huyền thoại bóng chuyền Việt Nam như Ngô Văn Kiều, Bùi Thị Huệ, Đỗ Thị Minh đã được học hỏi rất nhiều từ một huấn luyện viên đẳng cấp.
Gần đây, huấn luyện viên người Thái Lan Kiatipong Ratchatarangkai đã sang truyền đạt kinh nghiệm cho các huấn luyện viên bóng chuyền Việt Nam tại Bắc Ninh do Quỹ đoàn kết Olympic cùng FIVB và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện. Ông Kiatipong Ratchatarangkai, 57 tuổi, đã giành 2 chiếc vô địch Asia Volleyball Championship, 1 chiếc vô địch Asian Cup, 6 huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp. Vợ của Kiatipong, Phân Kun, đã có bảng thành tích đồ sộ, trong đó có 2 lần giành huy chương vàng ở Olympic. Cả hai cùng sang Việt Nam để giúp đỡ cho các huấn luyện viên và vận động viên bóng chuyền Việt Nam. Có 60 huấn luyện viên đã tham dự lớp huấn luyện viên cấp 2 do ông Kiatipong Ratchatarangkai giảng dạy. Trong đó có những gương mặt đáng chú ý như huấn luyện viên Tuấn Kiệt, Hoa Khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến, huấn luyện viên Đỗ Thị Minh, huấn luyện viên Ngô Văn Kiều, huấn luyện viên Hà Thị Hoa, huấn luyện viên Bùi Thị Huệ. Trong đó, Phạm Thị Yến và Đỗ Thị Minh đang đảm nhiệm công tác huấn luyện tại câu lạc bộ Binh chủng Thông tin. Hà Thị Hoa và Bùi Thị Huệ đều thi đấu ở giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia vừa qua. Nhiều cổ động viên ngỡ ngàng và vui mừng khi thấy các huyền thoại bóng chuyền nữ Việt Nam ngày xưa giờ đang tích cực học tập trong vai trò mới. Sau khi kết thúc khóa học, huấn luyện viên Trần Văn Giáp của câu lạc bộ bóng chuyền Thái Bình viết trên Facebook cá nhân: "Như một giấc mơ, tình yêu không quốc tịch, không biên giới. Cảm ơn thầy Kiatipong, tổng thư ký, trưởng ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền châu Á, phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á. Cô Phân Kun, chuyền hai xuất sắc nhất thế giới vô địch Olympic Athens 2004." Trong khi đó, Bùi Thị Huệ chia sẻ: "Rất vinh dự từng được là đối thủ của chị Phân Kun, cây chuyền hai xuất sắc nhất thế giới. Nay lại được là học viên của vợ chồng chị, được lĩnh hội những kinh nghiệm quý báu của vợ chồng chị đem đến khóa học nâng cao trình độ huấn luyện viên. Thật tuyệt vời." Nối tiếp là thông tin vui khi thêm một ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam xuất ngoại. Sau Lâm Oanh, Kiều Trinh, Trà Giang, bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có vận động viên xuất ngoại. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, có vẻ như giới bóng chuyền Việt Nam đang chuẩn bị chứng kiến sự gia nhập của một cái tên quan trọng khác vào giải nhà nghề Thái Lan năm 2024. Trần Tú Linh, người đang nắm giữ vai trò chủ công trong tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và cũng là thành viên quan trọng của đội Hóa chất Đức Giang, được cho sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách những ngôi sao Việt Nam chuyển hướng đến sân đấu quốc tế. Trước đó, nhiều tên tuổi nổi tiếng khác của bóng chuyền nữ Việt Nam như Lâm Oanh, Kiều Trinh và Trà Giang đã công bố kế hoạch của mình để tham gia giải nhà nghề Thái Lan ngay sau khi kết thúc chiến dịch tại giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023 cùng tuyển Việt Nam. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn lớn mà giải đấu này mang lại cho các tuyển thủ Việt Nam, không chỉ từ góc độ cạnh tranh mà còn từ khía cạnh thu nhập. Trần Tú Linh dự kiến sẽ gia nhập giải bóng chuyền nhà nghề Thái Lan từ giai đoạn 2 của mùa giải 2024. Một ưu điểm lớn cho các vận động viên Việt Nam là thời gian diễn ra của giải nhà nghề Thái Lan và giải vô địch quốc gia Việt Nam không trùng khớp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyển thủ của cả hai quốc gia có thể linh hoạt tham gia cả hai giải để nâng cao trình độ và thu nhập cá nhân. Sự chuyển động này không chỉ làm phong phú thêm đội ngũ cầu thủ quốc tế tại giải bóng chuyền Thái Lan, mà còn đặt ra những cơ hội mới cho các vận động viên Việt Nam, giúp họ trau dồi kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp bóng chuyền của mình trong môi trường quốc tế. Và cuối cùng là thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Luôn dành những lời cảm ơn và trân trọng những đóng góp của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có những chia sẻ tâm huyết. Ngày 13 tháng 12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One sẽ bắt đầu hành trình tham dự giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong năm của đội tuyển. 2023 là một năm thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Những chiến thắng tại cúp các câu lạc bộ châu Á, hạ Indonesia tại trận chung kết ABC Challenge Cup hay hai lần lội ngược dòng đánh bại Hàn Quốc để giành những chiến tích lịch sử tại giải vô địch châu Á và ASEAN. Tất cả tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Thành công của đội tuyển không chỉ đến từ những cố gắng của cả đội mà còn là tình cảm, sự ủng hộ nhiệt tình về mặt tinh thần của người hâm mộ. Nhìn lại một năm đã qua với rất nhiều giải đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cũng như có góc nhìn khiêm tốn về hành trình sắp tới của đội tuyển. Trong năm vừa qua, đội tuyển thành công có sự đóng góp về mặt tinh thần rất lớn của người hâm mộ nước nhà, mặc dù không thể sẽ đáp ứng được hết mong mỏi và sự kỳ vọng của mọi người vì các vận động viên chúng ta thi đấu quá nhiều giải. Chúng ta bây giờ mới đang bắt đầu tiếp cận bóng chuyền theo một phong cách đỉnh cao hơn thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Như năm nay chúng ta có thể thành công nhưng không đồng nghĩa những năm sau sẽ như vậy. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục đồng hành cũng như cổ vũ một cách thật sự văn minh, tốt nhất với đội tuyển. Vì vận động viên của chúng ta là những bạn rất tốt,
các em cũng là con người và sẽ bị tổn thương vì những lời nói không mang tính chất xây dựng. Hy vọng tất cả người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam luôn đồng hành. Tất nhiên sẽ có lời khen và chê, nhưng hãy thật sự là những người hâm mộ văn minh. Sau một năm 2023 đầy thành công, hiệu ứng tích cực về sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Những đợt cổ vũ nồng nhiệt đổ về đội tuyển, nhưng cũng không tránh khỏi những kỳ vọng đặt lên vai họ mức độ thần thánh và áp đặt. Điều này không chỉ là một áp lực đối với các cầu thủ, mà còn là thách thức đối với huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Một trong những thách thức lớn nhất là giải đấu FIVB Volleyball Women Club World Championship, nơi mà Sport Center One phải đối mặt với sự vắng bóng của đội trưởng Thanh Thúy. Điều này không chỉ là một thử thách về mặt chuyên môn, mà còn là cơ hội để đội tuyển tích lũy kinh nghiệm và phát triển tinh thần đồng đội trong bối cảnh khó khăn. Thay vì tập trung quá mức vào thứ hạng cuối cùng của đội, câu hỏi cần được đặt ra là đội tuyển đã học được gì từ những trận đấu này, những thử thách và khó khăn đã giúp họ phát triển như thế nào? Nhìn lại những thành công trong 8 tháng qua, dù kết quả ở giải Hàng Châu có là gì, chúng ta đã trải qua một năm 2023 đầy cảm xúc với những cột mốc không thể quên. Các chiến thắng và thất bại đều là những bài học quý giá, mang lại cơ hội cho đội tuyển phát triển và hoàn thiện mình. Sự giàu cảm xúc trong năm qua là nguồn động viên để nhìn về phía trước, với niềm tin rằng những thử thách sắp tới sẽ là cơ hội để đội tuyển bước tiến mạnh mẽ hơn.